mình mới thay đổi. Rồi, như vậy thì đối với lại cái bài này, bài đầu tiên của chúng ta, thì thứ nhất là về thiết lập môi trường. Bạn sẽ sử dụng Spring Boot thiết lập môi trường để cài đặt của chúng ta. Thì các bạn sẽ dùng cái Spring Tool, Service Spring Tool ha, TST. Nó sẽ có hai trường hợp để các bạn chạy. Một là các bạn sẽ cài tích hợp cái này vào Eclipse, hoặc là bạn cài Eclipse rồi sau đó bạn tải cái STS này, bạn cài riêng và bạn chạy cái STS, đều giống nhau, được chưa? Đó, như vậy thầy đang chạy ở đây là thầy chạy tích hợp, tức là cái Eclipse, thầy chạy Eclipse, và trong cái Eclipse của thầy thì nó tích hợp cái gói STS vào. Còn nếu bạn không muốn như vậy thì đây là Eclipse, là một cái môi trường lập trình. Bạn sẽ cài thêm một cái Spring Tool Suite. Bạn tải riêng, cài riêng. Và bạn chạy cái Spring Tool Suite đó cũng được ha. Như vậy thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn là sử dụng cái Eclipse. Trong này chúng ta sẽ có phần cài đặt. Phần giới thiệu này thì chúng ta sẽ quay lại. Đối với lại phần cài đặt của chúng ta thì các bạn sẽ vô cái install new, mình sẽ chọn cái new Eclipse package ha. Mình chọn ở dưới này. Eclipse package, và các bạn sẽ chọn cho thầy ở đây. Stop đi ha. Chọn vô menu help. Các bạn chọn là Eclipse Make Play, và bạn chọn ở đây cho thầy không phải là Spring Boot nha, mà mình tìm là Spring Tool. Mình tìm cái chữ là Spring Tool. Mạng hơi chậm. Những cái này mà hôm trước các bạn cài được ở nhà thì nó sẽ tốt, bởi vì lên đây rất là nhiều người cài trong cùng lúc thì nó tải hơi lâu tí xíu. Rồi các bạn search chỗ này giúp cho thầy Spring Tool Go. Rồi, như vậy ở trong cái Spring Tool này các bạn cài cái đầu tiên thôi, chiếc lá có bánh răng, Spring Tool 4, nó là STS đây, Spring Tool Surf, nó là STS, viết tắt của STS. Thầy đã cài rồi, các bạn bấm install và sau đó thì nó sẽ đưa ra các cái gói và các bạn chọn confirm là xác nhận để cho nó cài ha. Trong quá trình cài thì tí nữa các bạn net 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 xong thì nó có một cái là sáu cái lựa chọn, sáu bảy lựa chọn gì đó, và nó sẽ check cho các bạn. Sau đó thì các bạn nhấn vô confirm để các bạn xác nhận cài đặt. Thì nó sẽ hướng dẫn, nó sẽ xác nhận và nó cài đặt cái Spring Tool của các bạn vào. Đó là cái thứ nhất các bạn cần cài. Cái thứ hai, ở trong slide có quan tâm đến ở chỗ này thì chưa nói đến, nhưng mà trong bài lab của các bạn thì có một cái liên quan đến nữa là trong bài lab, các bạn mở bài lab thì nó sẽ có một cái là Lambot, thì thầy hướng dẫn cho các bạn cài Lambot luôn. Đây, cái bài 1 là STS là thầy mới hướng dẫn xong.
Hỏi hướng dẫn xong. Bài 2 là các bạn sẽ tạo một dự án sử dụng model để truyền dữ liệu giữa controller và CSP. Tức là controller là cái vùng làm việc xử lý dữ liệu. CSP là người ta nói cụ thể là một cái file frontend, là phần view á. Mô hình của mình là MVC đúng không? Model View Controller. Và cái CSP này nó là view. Người ta nói là CSP cho nó rõ. Nhưng mà đã nói controller thì chỗ này phải là view mới đúng. Được chưa? Đó, chứ còn đã nói controller mà đây là CSP là cụ thể rồi. Đôi khi mình không dùng CSP mà mình dùng HTML sao? Đó, cho nên là các bạn chú ý cái chỗ này, do cái người biên tập cái lab này để cho các bạn dễ nhìn, dễ thấy và dễ nhớ. Chứ còn nó đúng là view. Rồi. Như vậy mình đã làm xong bài 1 và bạn sẽ làm bài 2. Bây giờ thầy sẽ làm cho các bạn bài 2. Trong bài 2 này, thầy sẽ nêu một cái project mới cho các bạn. Cài đặt xong rồi ha. Và ở đây các bạn sẽ chọn new một cái project mới, thì các bạn chọn vô file, chọn new và các bạn chọn order. Và trong cái phần screen tool ha, screen boot này nè, các bạn sẽ chọn là screen status project. Được chưa nào? Rồi, chọn next. Trong phần này thì các bạn sẽ đặt cái tên của project. Ví dụ nhóm của mình là K2 thì để là C2. Thì quy bình slide C2. Được không? Rồi cái kiểu của chúng ta là Maven. Để chúng ta đưa các thư viện vào thông qua Dimensity cho nó dễ. Thay vì là chúng ta phải download từng cái thư viện và chúng ta add vào dự án thì chúng ta đưa DaVinci thôi, nó tự download cho chúng ta. Cái tiếp theo là chúng ta sẽ đóng gói dự án này WAR. Chúng ta sẽ làm bài này hình như là bài 4. Bài 4 của lớp 1 thì chúng ta chọn là WAR. Cái tiếp theo Java là version của các bạn. Vậy ở chỗ này các bạn muốn biết là cái version của các bạn là bao nhiêu thì các bạn có thể là vào CMD, Windows R vào CMD. Các bạn chọn là Java trừ version. Java trừ version. Các bạn sẽ xem thử là Java của mình là version mấy. Thì các bạn chọn đúng cái version mà Java mình hỗ trợ. Tức là lúc mà các bạn cài cái JDK đó của thầy là 17. 17 thì ở trong cái phần mà chọn cái Java version chỗ này thầy sẽ chọn là 17. Ngôn ngữ lập trình của mình là Java. Rồi, chỗ này cái này là phần thông số để mà đóng gói Maven. Mình giữ nguyên. Nếu bạn muốn thay đổi, còn cái chỗ version này thì các bạn có thể để version 1.0. Đến đây là chúng ta đang chuẩn bị triển khai dự án rồi, cho nên là thầy quan tâm đến chỗ version này tí xíu. Các bạn thấy người ta để version 1.1.0102 rồi 2.3 chấm là cái gì đó? Các bạn có hình dung tại sao người ta ghi vậy không? Thường version 1 chấm là version đầu tiên của một cái dự án nào đó. Rồi sau đó nếu như cái dự án của người ta mà có thay đổi nhiều, ví dụ về framework hoặc là về cấu trúc xử lý hoặc là về đột phá nào đó thì người ta lên thành 2 chấm. Còn nếu như chỉ thay đổi nho nhỏ thôi thì người ta sẽ ghi 1 chấm mấy đó, 1.1, 1.2, 1.3. Ở đây là 1.0 thì thường người ta sẽ ghi là 1.01, 1.02.
để khi mà cái người mà chủ dự án đó người ta nhìn vô người ta biết à cái phiên bản này là phiên bản có thay đổi ít, còn nếu mà phiên bản 2 chấm thì thường là một phiên bản mà nó sẽ thay đổi rất nhiều so với việc phiên bản chấm 1. Cái đó là quan điểm thôi, còn nếu bạn thích thì bạn để chấm bao nhiêu cũng được, nhưng mà cái đó là luật bất thành văn khi các bạn triển khai một dự án. Nếu như từ 1.0 mà bạn đẩy lên 2.0 thì kỳ vọng của người sử dụng sẽ có được một sản phẩm mới đột phá. Còn nếu sản phẩm 2.0 của bạn chẳng có gì mới so với 1.0 thì đừng nên để. Lý do là sao? Làm mất lòng tin của khách hàng. Người ta cảm giác mình lừa người ta. Anh đưa một cái sản phẩm 2.0 mà chẳng có gì khác 1.0 cả. Chẳng thà mình để là 1.01, 1.02 thì cái kỳ vọng của khách hàng người ta ít thôi. Người ta thấy mình thay đổi sơ sơ, người ta chấp nhận. Đó, cái đó cho dù là bạn thích để nhiêu chấm cũng được cả. Nhưng mà cái đó nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của khách hàng. Và cái đó rất quan trọng đối với lại các dự án của mình sau này. Phần chú thích thì các bạn có thể ghi cụ thể ra. Package, nếu như bạn để ở đây là com.tq bình thì bạn để, còn nếu mà bạn com.poly cũng được. Cái package này tại thời điểm này đối với chúng ta nó không quan trọng, nhưng mà đối với là một dự án mà các bạn triển khai thì trong cái team của các bạn, hoặc là sau này các bạn sử dụng chia sẻ ra outsource cho nhiều cái công ty lập trình cùng với các bạn, thì cái package này cực kỳ quan trọng. Còn đối với bây giờ các bạn coi như nó là một cái giỏ, bạn đựng trái cây, bạn đựng cá thịt, bạn đựng mắm muối vậy thôi, nó không có cái gì đặc biệt chỗ này cả. Nhưng mà khi triển khai dự án thực tế thì bạn đặt tên một cái package nó rất ảnh hưởng, tại vì nhiều người cùng sử dụng, nhiều người cùng nhớ và nhiều người cùng hiểu vấn đề là mình đang làm cái gì. Được không? Cho nên tại thời điểm này bạn cứ đặt theo cái thông tin chung chung là com.poly, hoặc thầy đặt theo cách của thầy là .tq bình để thầy biết là cái package này là do thầy làm. Được không? Rồi, chúng ta sẽ chọn next. Ở trong này bạn sẽ thêm giúp cho thầy đối với lại bài 2 của lab 1. Chúng ta chưa có lắm bóp cho nên là bạn cứ thêm cho thầy một cái thôi là web, screen web. Thực chất là nó chưa có ở đây đâu, nếu mà dự án của bạn mới tạo thì nó nằm ở dưới này web, đây screen web, bạn chọn dưới này nhé. À, chứ nó chưa có ở trên này đâu, tại vì thầy chọn rồi cho nên nó mới có. Và ở đây nó để là screen web. Và ở phía trên này nó có là Spring Boot Version. Các bạn chọn cho thầy cái version mà ổn định là 3.2.5. Đây các bạn thấy nè, người ta để là 3.1.11, 3.1.12, 3.2.5, 3.2.6, 3.3.0. Đó là version có sự thay đổi. Rồi có snapshot nữa. Như vậy thì các bạn sẽ dùng là 3.2.5. Net thông tin ha, thông tin để mà sử dụng cái thư viện của Spring Boot mình để im finish. Như vậy mình đã tạo xong cái dự án C2. Các bạn đợi tí xíu, nếu như mà máy của bạn nó hơi chậm và internet nó không có được tốt thì nó sẽ đang chạy chỗ này. Sau khi mà nó hoàn thành hết thì các bạn mới có được cái cấu trúc của một cái dự án như thế này. Cấu trúc dự án của chúng ta thì nó sẽ có Java Resource, thì nó có là src main java, trong đó có một cái package là com.tqb, có hai cái file khởi tạo cho dự án. File này chúng ta chưa can thiệp vào.
Cái tiếp theo là main result, thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái application property. Chúng ta sẽ setup ở đây. Trong cái setup này thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ chỉ cho nó rằng cái front end của chúng ta đang nằm ở đâu. Và chúng ta lập trình cái front end với cái file có đuôi chấm gì. Hồi nãy cái chỗ mà thầy chú ý các bạn là chấm .gsp. Nhớ không? Như vậy thì mình chỉ định cho nó ở chỗ này. Như vậy để trước khi chỉ định thì mình sẽ xuống phía dưới ở chỗ src main. Tại sao? Máy của các bạn có thể là nó không có cái thư mục test. Có thư mục test không? Có. Có máy nào không có không? Có máy nào không có không? Tại vì mình học cái môn học trước, mình học cái test á, mình cài cái test NG vô đó. Cho nên là trong cái thư viện của mình nó có sẵn test. Bạn tạo dự án nó tự động nó thêm test. Còn nếu mà Eclipse nào mà của các bạn mà không cài mấy cái test vào thì nó không có. Cho nên là nếu bạn ý mà là mà bạn tạo mà nó không có thì cũng không sao nhé, không quan tâm. Main. Và các bạn sẽ dùng web app. Đây là cái phần front end của các bạn đặt ở đây. Và trong cái phần slide của các bạn, trong phần slide của các bạn có giới thiệu cái cấu trúc của chúng ta. Thì trong web app, các bạn sẽ tạo cái folder là web INF, rồi sau đó mới view. Java 4 thì mình có view thôi. Còn Java 5 thì mình thêm cái web INF. Thực ra bạn không có, nó vẫn chạy. Nhưng mà tại sao mình thêm thì cứ thêm đi. Đối với những cái phần lab sau thì chúng ta sẽ nói cụ thể hơn. Còn tại thời điểm này các bạn cứ thêm web trừ INF. Rồi sau đó là bạn mới thêm view ở bên trong. Nếu bạn nào chưa tạo cái thư mục này thì cứ tạo. Rồi kéo cái view vô trong là được. Không sao cả. Không ảnh hưởng gì. Ở trong này, phần web app thầy sẽ new một cái folder. Và thầy ghi là web-inf. Và bên trong web-inf, thầy sẽ tạo thêm một cái folder nữa là view. Các bạn phải coi đúng chính tả nha. Nó sẽ phân biệt chữ hoa, chữ thường. Và chính tả view có S hay không có S. Phải chú ý kỹ chỗ này. Sau khi mà chúng ta tạo trong web app, web INF view. Bây giờ mình tạo luôn một cái file GSP chỗ này đi. New. Một file GSP. File này bạn đặt tên gì cũng được. Nhưng mà chúng ta thử đặt cái tên là index. Enter. File của chúng ta là index. Nè. Ví dụ như cái title. Chúng ta sẽ chọn là screen. Boot. Screen boot. Rồi ở dưới này bạn sẽ đặt cho thầy một cái H1. Hello screen. Cái gì cũng được nhé. Ví dụ như là thầy để là TQB Hello screen boot. Rồi ở chỗ này thầy sẽ để một cái H2 A cộng message. Quen không? Quen ha, khá quen. Để mình truyền cái thông điệp từ bên model qua. Rồi, như vậy thì cái cấu trúc của một cái file index.gsp nó đang ở trong cái thư mục là web app, web inf, view. Trong đầu mình hình dung được nó nằm đâu chưa? Được rồi đúng không? Bây giờ mình đi cấu hình. Lúc nãy thầy đã hướng dẫn cho các bạn. Thứ nhất là cài thêm
ở trong cái English Market cài thêm cái STS là Screen Tool Suite. Cái thứ hai là hướng dẫn các bạn tạo một cái dự án mới. Cái thứ ba là tạo cái file index.jsp. Bây giờ cái thứ tư chúng ta sẽ đi cấu hình trong cái application property. Thứ tư, cấu hình trong cái application property. Cái dòng này tạm thời tại thời điểm này chúng ta không cần xài. Chúng ta sẽ đổi lại springboot.mvc.view và refresh là cái phần đầu. Phần đầu của chúng ta là gì? Xuyệt web trừ i n f xuyệt view view viết thường có s, cái thư mục mà hồi nãy mình tạo đó. Tức là mình chỉ cho nó biết rằng là với cái mô hình MVC phần view thì nằm ở đâu, tức là phần front end của mình đang nằm ở đâu. Cái tiếp theo mình sẽ là spring.mvc.view suffix, tức là cái đuôi là gì? Chấm .jsp. Mình chỉ cho nó như vậy, phần front end của mình, phần view của mình đang ở đâu và mình đang sử dụng cái đuôi gì. Được không? Đó là phần cấu hình ở trong cái file là application.property trong cái resource. Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Bước tiếp theo các bạn sẽ click chuột phải lên cái package này, phải làm chính xác nha, là trong cái package này nó khởi tạo dự án cho mình nè, và click chuột phải lên đây, các bạn new cho thầy một package mới. Package này các bạn chấm control l, nó là package con của cái package hồi nãy. Làm đúng trong này, đừng có làm riêng chỗ khác. Com tq bình đó là cũ, mình thêm package con là chấm controller. Đây, nó tạo ra package con ở bên trong là controller. New một cái file Java. File Java này bạn đặt tên gì cũng được. Ví dụ thầy đặt là home controller. Tên gì cũng được. Home controller. Trong home controller của chúng ta, các bạn phải xác nhận là com.tqbin.controller, tức là nó đúng thư mục. Các bạn nhìn thấy thư mục con ở đây không? Đây, package con nè, phải đúng ở đó nha. Mình sẽ thêm cái annotation. Annotation là gì nhớ không? A cộng, chỗ này chúng ta sẽ là A cộng controller. Các bạn đừng có gõ đầy đủ, tại vì gõ đầy đủ cũng được mất công, nhưng mà có một cái mình phải control space để cho nó tự động chèn cái thư viện cho nó nhanh. Còn nếu bạn nào thích thì tự gõ cái thư viện vào sao cũng được hết, nhưng mà thường những người làm biếng thì sẽ làm như thế này. Controller tự động nó chèn cái thư viện vào, kịp không? Rồi tiếp tục dưới này, ở bên Java 4 chúng ta muốn đưa một cái servlet vào thì chúng ta sẽ làm gì? Request servlet đúng không? Rồi chúng ta xịt cái servlet. Và nếu như mà chúng ta có nhiều servlet thì chúng ta sẽ mở ngoặc, đóng ngoặc nằm trong dấu ngoặc nhọn. Đúng không? Còn ở đây độc lập nhau. Bạn thích đặt chỗ nào thì bạn đặt chỗ đó. Không có tập hợp gì hết. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ đặt một cái. Này chỗ này chúng ta sẽ đặt một cái. A cộng request
mapping, control space, request mapping. Nó tự động nó chèn cái request mapping thư viện. Và chỗ này các bạn sẽ mở ngoặc nháy kép, ví dụ home, không có xiệt gì hết. Nó gần gần giống như Serverless đó. Tí nữa mình xiệt cái thằng này là nó sẽ chạy về đây đó. Rồi trong này mình sẽ viết public string. Cấu trúc của nó là string nha, trả về kiểu string nha. Đặt tên gì cũng được luôn, tên này không quan trọng. Home. Và lúc nãy mình đang nói ở trong cái slide là sử dụng model để chuyển dữ liệu giữa model và view. Cho nên chỗ này các bạn thêm cho thầy model control space để cho nó chèn thư viện vào. Và model. Tại vì sao nó lỗi biết không? Tại vì nó return string, cho nên nó yêu cầu mình phải có một cái return gì đó. Return mình trả về file gì hồi nãy mình lập trình bên kia. In dead. Sao không có đầu, không có đuôi gì hết? Mình đã khai báo trong cái phần config rồi. Trong cái phần application.proty rồi. Phần đầu là web inf seek view, phần đuôi là .gsp mình đã khai báo rồi. Cho nên bên này mình chỉ cần để index là nó hiểu. Tiếp theo thì các bạn phải thêm cái dependency vào. Nó có một cái dependency mà thầy đã đưa trên cái Zalo cho các bạn rồi đó. Trên cái dependency này các bạn sẽ thêm vào tí xíu copy dự án mới của mình là C2 dependency. Đây các bạn thêm ở phần phía dưới tiếp theo giúp thầy. Tâm kết. Và mình sẽ update cái project của mình. Update cái project C2 của mình ha. Bây giờ mình chạy dự án. Lần đầu tiên các bạn chạy, các bạn click chuột phải lên đây. Và các bạn phải đảm bảo chỗ này là stop rồi nhé. Không có một dự án nào đang chạy cả. Chỗ này nó phải nút đỏ nha. Tức là không là đen như thế này, tức là không có một cái dự án nào đang chạy. Tại vì bạn có một dự án đang chạy thì cái bọt 8080 của mình là đang có một cái dự án nắm cái bọt đó. Mà bạn start cái dự án này thì nó sẽ báo lỗi bọt. Và bạn phải đảm bảo rằng bạn đang chạy cái dự án này là không có bất kỳ một dự án nào đang chạy cả. Click chuột phải lên đây. Chọn Run Net. Chọn Spring Boot ABB Application. Kịp không? Chạy. Và khi các bạn chạy thì nó sẽ đảm bảo rằng là static đã được khởi tạo, đã được khởi động rồi. Được chưa nào? Và bây giờ các bạn sẽ, nó không giống Java 4. Java 4 là bạn chạy là bạn run server là nó tự chạy luôn. Còn đối với lại đây thì các bạn phải vô trong phần này. Các bạn gõ là localhost 2.8080. Chưa có xì gì hết nha. Enter. TQBIN. Hello Spring Boot. Cái tiếp theo. Hồi nãy mình để cái request mapping là gì? Là home. Enter. Mình chưa có truyền tham số gì cả. Mình để là để vậy, nhưng mà chưa truyền tham số gì hết. Chưa truyền cái message nào cả. Bây giờ mình vô mình truyền cái message cho nó. Ở trong cái phần controller. Đây, chỗ này thầy chưa truyền gì cả. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ truyền bằng cách
Nếu như mà ở trong Java 4 thì mình dùng gì ta? Request chấm set attribute. Còn bây giờ mình đang hồi nãy mình nói là dùng gì? Dùng model. Thì chấm add attribute. Kiểu kiểu giống giống như vậy. Bên kia là set attribute. Còn bên này là add attribute. Và bên trong cấu trúc giống nhau. Mình chuyển qua đâu? Chuyển qua message. Chuyển thông điệp gì? Ví dụ như chỗ này thì để là home. Mình chuyển cái này qua đâu? Qua home. Qua cái seek home. Thì thầy để là home. Được không? Seek home. Thì thầy để là home. Bây giờ lần thứ hai mình chạy. Hồi nãy mình chạy một lần rồi. Bây giờ lần thứ hai mình chạy. Thì các bạn sẽ có thể là chọn ở đây để cho nó stop cái T bình slide 1 C2, hoặc là bạn chạy lại ở đây relearn cũng được, là nó vừa stop nó vừa chạy lại luôn. Rồi thấy không, thấy stop một cái không, nó tự stop và nó tự chạy lại. Và ở chỗ này của thầy Sitcom, thầy chỉ cần refresh home Trần Quang Bình, nó đã chuyển cái thông điệp qua phần run end của mình. Bây giờ chỗ này mình sẽ thêm một cái nữa, thêm một cái nữa mình để ví dụ như chỗ này không phải là home mà là index đi, chỗ này y chang, và mình đổi cái chỗ này index, đổi chỗ này thành index. Rồi như vậy mình sẽ có hai cái phương thức với hai cái mapping khác nhau, một cái là home, một cái là index. Được chưa? Và nhớ chạy lại. Tại vì với dự án của các bạn, bạn đã thay đổi code. Thì chỗ này nếu như mà bạn dùng home thì nó vẫn ra cái cũ. Nhưng nếu chỗ này thầy thay bằng gì? Index. Thì nó gọi đến cái phương thức tiếp theo là phương thức index. Và nó trả về cho thầy là index Trần Quang Bình. Như vậy nó sẽ đơn giản hơn cái thằng Servlet Mapping đúng không? Servlet mapping thì bạn có nhiều cái servlet, bạn phải để chung trong một cái gì, một cái tập hợp là ngoặc nhọn. Còn ở đây bạn thích đặt chỗ nào thì bạn cứ nêu chỗ đó thôi, bạn muốn đặt bất kỳ chỗ nào và bất kỳ trong cái file controller nào hả. Đặt bất kỳ chỗ nào. Nhưng mà cái nào dễ thì nó cũng có cái dở. Bạn đặt một chỗ thì bạn nhìn thấy nó sẽ không trùng, đúng không? Nhưng mà bạn đặt nhiều chỗ là coi chừng mình quên thì coi chừng nó trùng nó lỗi thì phải chú ý. Cái gì nó cũng cũng có cái giá của nó hết. Cái mà dễ thì nó cũng có cái dở, mà cái khó thì nó cũng có cái hay của nó. Cho nên chú ý chỗ này giúp thầy. Như vậy đây là bài 1 và bài 2 chúng ta đã làm xong của lớp 1. Dễ không? Rồi bạn nào xong thì chụp hình cái phần này đưa lên giúp thầy. Thứ nhất là các bạn sẽ chụp code. Cái thứ hai là các bạn sẽ chụp kết quả giúp cho thầy. Đó, các bạn sẽ chụp cái phần này và các bạn đưa lên Zalo.
nhớ thêm cái thông tin điểm danh. Thông tin của các bạn á. Ví dụ như là 01 mã số rồi Việt Anh á. Thêm cái thông tin vào.